mới chạy rồi. Không muốn cầm học lúc đâu. Không muốn cầm bữa giờ đi học lúc đâu. Đi tiếp anh. Quay lại hả? Có dấu nè. Em thấy có dấu bánh xe nè. Không biết phải vết của em hay là vết của mọi người nữa. Em nghĩ là quay lại á, chứ nếu mà quẹo qua đây sao nhanh dữ vậy? Sao quay ta? Ok. Em nghĩ ok đó. Anh em đang đứng ngay đó. Ok, nó kệ nó xuống luôn, xuống luôn. Ui, không sao đâu, để chị, tại vì tính cho vô rảnh nó lấy chớn á. Ok ok. Trên kia kẹt quá trời các bạn, tạng quá chớn á. Đi gần nhau quá thành ra dẫn đến việc là nó không có đủ chớn để nó lên á. Và khi nó không đủ chớn là nó bị kẹt. Hồi nãy mình cũng bị. Bạn nhìn vậy chứ đứt nó mềm lắm. Đứt nó mềm nó trượt nữa. Trượt khiếp hồn luôn á. Nhìn vậy nhưng mà vậy đâu. Ây à. Một, hai, ba,
Khoan khoan nha, giữ giữ cái xe nha, giữ giữ nha. Lấy cục đá ra, kẹt cục đá. Ok, go. Các bạn ơi, sao tôi lên đây trời. Trời, leo lên cũng trượt nữa. Chân vừa hả ba? Chân quá vậy. Bị chung một cái vấn đề đó các bạn, là cái lớp nó xì hết rồi mà nó vẫn trượt luôn á. Hay cái lớp của anh kia là xì sạch sẽ luôn mà vẫn trượt, là do cái mặt đường nó trơn quá, nó không có gì để bám đó. Cho nên là nó cái này giống như là các bạn đi đường bình thường, hơi ướt một chút rồi có đất đỏ, nghĩa là cũng giống như thế này, nhưng mà các bạn đi lớp gai hay là lớp thường thì giờ nó giống nhau luôn rồi các bạn, nó không có sự khác biệt luôn rồi. Hy vọng là cái lớp mới của mình nó ok trong cái mặt đường này. Cái lớp mình mới 100% mà mới đi có 100 mấy chục cây rồi. Ui mày thấy không, đụng cái nó trượt nè, nó cứng nhưng mà nó, tại vì nó quá cứng á, nó cứng nhưng mà nó lầy, cho nên dẫn đến đây là đứt xét á nha các bạn, đứt xét nó không có gì để bám hết, nó trượt dài con đường. Trời ơi, quẹt cái gì quẹt một cái xong chạy nó lại dính lại cái gì đâu mà. Lấy chớn lên hả? Bắt buộc phải lấy chớn lên. À bắt buộc phải ấy để nó ra để lên bắt chớn lên đúng không? Ừ. Nó chỉ cần bám chút xíu thôi nó lên luôn. Từ từ,
má uổng ghê các bạn, chạy từ dưới đó lên đây hậu không chệch phát nào luôn, không phục việc nào luôn mà quên bấm quay, chán thiệt. Lên tới đây mới nhìn cái cam, hồi nãy bấm kêu tít 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 rồi cuối cùng không quay, chán ghê luôn á. Xe liệm máy luôn á, số 1 mở liệm luôn á, hồi nãy đi lên đây mình số 2. Một phát một đúng là không uổng công 50 triệu bỏ ra để lên đồ, xe này zin đâu lên nổi. Không muốn cầm một lúc đâu, không muốn cầm bữa giờ đi không bắt đâu. Các bạn thấy không, khi mà mình nói về vấn đề bắt đầu á, đây là những gì mình muốn nói, mà chỉ được đi một bánh thôi. Khoan. Ui, khoan. Má trượt quá. Khúc này lên hết nổi rồi, mấy anh em phụ thôi. Tới đây là ngang ngang dốc rồi, không lên nổi. Rồi ok, 1, 2, 3. Lên luôn. Từ từ. Đang có số đâu về được. Giờ về nhẹ nè. Dạ, về lại đây lấy chấn lên luôn nè. Từ từ. Rồi. Này mới chua hả? Oh shit. Lỡ các bạn, tôi lên nha. Nãy giờ chờ ở đây cũng gần tiếng rồi đó. Số 2 không nổi. Ô, kẹt kìa. Còn kẹt các bạn ơi. Kẹt quá trời kìa. Ôi, tưởng lên hết rồi chứ. Quên bực cam nữa. Lên cái dốc đã ghê, quên bực cam. Tức thiệt. Lên số E, xe em còn cái dốc nữa.
mấy anh em mất ở đây cả tiếng. Tôi lên phép một lại mất gốc cà bà nội cha nữa. Ý là mấy anh em mất nhiều thời gian để qua, mình qua nhẹ nhàng quên bậc cam kỳ thế nhờ. Né né vô đi, em chạy thẳng lên luôn. Con phát nữa, con phát nữa lên nữa con. Không muốn con bỏ 50 triệu vô. Chiếc ở dưới hết bình rồi. Tuyệt vời thôi. Cái bình này tháo được nè. Cái bình này mấy con ốc đã tháo được cái bình nè. Xe đó được không? Xe kia nó hết bình nè. Ý là giờ là ổn không? Quan trọng là có luồng nghề tháo không á.